Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Ở video này thì Khải đang trung gian dùm cho cái account Hòn Hồng Tím mà một cái trang bị vũ khí đó, làm chống 40 với giá 2 triệu Việt Nam đồng nha anh em. Với giá 2 triệu Việt Nam đồng nha anh em. Khải vừa trung gian dùm cho cái ạc Hán Vương. Ạc Hán Vương là một người chủ mới nha anh em. Mua chủ mới mua ạc rồi, bây giờ thì bán lại cái tiêu vũ khí này cho Hòn Hồng Tím với giá 2 triệu Việt Nam đồng. Và Khải đã nhận được tiền 2 triệu Việt Nam đồng đến từ tài khoản. Khải đưa cho anh em xem mà Khải đưa kiểu này những ông thái này. Đây ông thái. Vừa ban cho Khải 2 triệu Việt Nam đồng. Thì cái này là cái tiêu nha anh em, tiêu chống 40 nha. Tiêu chống 40 với giá 2 triệu Việt Nam đồng nha. Server chắc chắn anh em, server đồ rất có giá trị. Và hiện tại cái tiêu này Khải khẳng định với anh em luôn, hiện tại bây giờ nó là dạng normal server. Và cái tiêu này được bán lại với giá 2 triệu Việt Nam đồng là tương đối khoảng 30 kim anh em. Đó, nói chung là bán lại cho Hồng Tím. Rồi ok. Ok em. Đã nhận và đã giao dịch. Anh đang làm clip. Clip. Tên em nhé. Đó, nói chung là bán cho Hồng Tím với giá 2 triệu một cái vũ khí mà thôi. Nói chung là thằng em Hán Vương là nó mua lại ạc của OLED anh em, nó mua lại OLED và hàng Hồng Tím nó ông này lại mua lại cái vũ khí. Thì thằng em nó cũng bán cái vũ khí luôn. Xét đồ này thì anh em cũng nhìn vào đồ biết rồi. Đó. Thì thằng em nó mua được cái ạc này không biết bao nhiêu tiền, không biết bao nhiêu tiền nhưng mà nó bán cái vũ khí đi 2 triệu rồi. Ok. Cần giao dịch gì? Phú Anh. Adder trung gian. Rồi, nói chung là một ví dụ giao dịch khá là chắc. Một cái vũ khí vãi nồi anh em. Vũ khí đó hàng đẹp server anh em. Cái hàng đẹp server anh em. Mà không biết là mua để xài cho ạc nào. Tại vì ạc này gió đang em. Như hôm trước Khải có soi đồ anh em xem ạc này gió đang. Ạc này gió đang. Thì nếu mà ạc gió đang thì mang hiệu ứng như thế này là ok rồi anh em. Đó. Vì gió đang thì tầm này 40 chón và 45 chậm là ok rồi. Tính ra là 50 này. 50 chón, 55 chậm là ok rồi anh em. Đó. Ạc này cũng đánh auto top, Khải có soi đồ anh em xem rồi. Đang hàng 3 server. Mua lại cái tiêu đó với giá 2 triệu Việt Nam đồng. Ok, và bây giờ thì nói chung là một phi vụ giao dịch khá là thành công. Để Khải chuyển tiền cho thằng em kia. Alo. Ngon rồi. Cho anh Ato em. Anh đang làm clip này. Anh chuyển tiền. À thằng em nó đây đây đây. Trần Quốc Toán. Donate anh một sĩ này. Đây này anh em. Phi vụ này giao dịch đây. Cái vũ khí đó anh em đọc tin nhắn nè. Đây Khải cho số ATM bên trên nha. Đây Khải cho số ATM bên trên rồi, mục tiêu rồi. ATM Khải bên trên được. Khải tách cái bình luận nó có tách cái này mặt không có ta, không có tách mặt được. Đây Khải cho ATM này đó, chính chủ là được đó. Rồi chuyển khoản này xong 2 triệu đó. Còn đã tử công lôn là thằng em khác nè, đang nhắn tin Khải mua cái kia. Ok. Khải chuyển tiền cho Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản là ngân hàng gì đây? Việt Tin Banh. Ok. Chung là phi vụ này giao dịch một cái tiêu mà với giá 2 triệu ở server này, anh em cứ nghĩ đi. Server này rất là đáng chơi. Nếu đâu anh em hên xui, anh em chan một đêm, anh em đến sáng anh em nhận được một chỉ vàng, hai chỉ vàng là bình thường thôi anh em. Còn cái tiêu này là tiêu Khải khẳng định anh em, hiện tại bây giờ nó là dạng normal server. Hiện tại chỉ có dòng chống 40 mà thôi. Đó. Chỉ một dòng chống 40 mà được 2 triệu Việt Nam đồng, anh em cứ nghĩ đi. Thử server như thế nào. Việt Tin Ban đúng không? Việt Tin Ban. Việt Tin Ban. 1 0387 142. Nói chung là tin tưởng và check đúng tài khoản là giao dịch được thôi anh em. Chứ anh em đừng có mà ngơ ngơ ngáo ngáo anh em chuyển tầm bậy bạ. Ví dụ như những người khác giả danh Khải đi, rồi những người đó đưa số tài khoản khác không phải tên Trần Nguyễn Duy Khải thì anh em đừng nên chuyển tiền nha. Khải khẳng định anh em là những người đó chỉ là lừa đảo thôi anh em ơi. Đó. Việt Tin Banh. Nên là anh em nào có giao dịch hay này nọ thì cứ
check đúng tài khoản của Khải là đúng tên nhân vật, quên đúng tên Khải đó là Trần Nghĩa Duy Khải thì ok nha anh em. Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản ok. Rồi. Đó, nói chung là trung gian cho thằng em được gửi lại 100k tiền cà phê. Rồi, chốt. Xong. Chết đi em. 119. Đó. 119 được Khải chụp qua gửi cho thằng em luôn. Chung là phi vụ này giao dịch hơi bị căng đó anh em. Một cái vũ khí mà 32 triệu Việt Nam đồng. Đó cho anh em xem. Sau cho anh em màn hình luôn. Nói chung là không điêu anh em. Khải đã làm anh làm việc là Khải nói thiệt chứ không điêu nha anh em. Tổng hình đây. Đây. Đây anh em xem, bật to lên em xem. Đây Trần Quốc Toản này thằng em đây. Đó, hóa đơn đàng hoàng nha anh em. Đó. Đó, thấy chưa? Nói chung là anh em nào mà trung gian này nọ những vật phẩm mà giá trị liên thành, giá trị 1 2 củ trở đi thì cũng có thể là inbox Khải, Khải trung gian nha anh em. Hoặc là anh em có thể bị em vào fanpage trung gian của Adder Lâm Hình. Thì nói chung thì anh em bi em qua Adder thì Adder cũng lấy phí mà thôi. Cái nào cũng vậy thôi. Còn như Khải thì Khải cũng trung gian, nhưng mà anh em có lòng thì anh em đôn lại Khải vài chục k rồi, nó cũng như là cái phí của Adder thôi anh em. Nói chung là cũng là một người trung gian thôi, trung gian giùm anh em thôi chứ cũng không có dám lấy phí nha anh em. Đó. Rồi ok. Ok, mua kim. Alo anh nhé. Rồi, anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like, một chia sẻ nha mọi người. Đó, đấy là một ví dụ trung gian khá là chất từ trước đến nay của Khải. Chung là anh em có trung gian gì thì cứ hú. Rồi. Ok em. Thôi. Rồi ok, bây giờ thì coi có làm gì nữa không? Tầm này chắc đi chan anh em, Khải chắc đi chan rồi. Khải làm cục quá tử lên chan tí rồi off video thôi. Anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like video, chia sẻ video này nha anh em ơi. Và lần nữa Khải nhắc lại một lần nữa, anh em nào cần trung gian thì cứ inbox Facebook bên dưới mua cho thằng Khải, với lại inbox Facebook cá nhân anh em. Rồi khi mà anh em chuyển tiền này nọ thì anh em có thể chép hai số tài khoản, đó là Momo, đó là 0971728071, với lại số tài khoản Vietcombank 0291000459081. Trùng tên là Trần Nguyễn Duy Khải nha anh em. Trần Nguyễn Duy Khải nha anh em. Đó, đó là tránh cái việc anh em bị lừa đảo này nọ nha. Đó, cái tên của Khải đó là Trần Nguyễn Duy Khải chính chủ nha anh em. Nên là cái vấn đề anh em chuyển tiền chuyển cho đúng nha. Anh em đừng chuyển thêm bậy rồi mất mát này nọ thì Khải không có liên quan đâu nha. Đó. Rồi, ok bye bye anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Hẹn em vào buổi tối chủ nhật nha. Bye bye anh em.